Xin chào các bác nhá, chúc bác mừng ngày mới thật nhiều sức khỏe các bác nhá. Em hôm nay lại vừa mới đến đến nhà đấy các bác, em vừa mới về trên quê xong. Đây các bác, về đến vào trong lồng AV ngay. Hôm nay em xin thông báo các bác là hôm nay em thả một đôi chim cu gáy các bác nhá. Em đôi cu gáy mang về hôm nay nó kiểu nó cũng lớn rồi nhưng mà lông lá nó hơi te tua một chút đấy các bác. Đây các bác. Đây. Nãy nhìn nó cũng lớn tướng rồi các bác. Đấy, nuôi một thời gian chăm nó lớn rồi, cái đuôi nó đang thay, em nhốt cái lồng như nó hơi bé các bác. Thì nó đang thay, đang ra cườm rồi các bác này. Đây các bác, nó đang ra cườm rồi. Đấy, có thể ăn cho nó ăn đói đấy. Bọn này chắc em cho nó ăn mỗi cám không, nó ăn quen cám các bác. Hôm nay và bình thường em bỏ lúa đâu, còn chả ăn lúa, ăn thóc nữa cơ. Các bạn, nó đang ra cườm các bạn này. Đấy, cái cườm cổ nó đang bắt đầu ra rồi. Mà nay nhìn chim nó to, chứ nhìn nó bé tí. Thế nhìn bé con con cứ bảo là sao gầy thế. Bây giờ nó ăn nó cũng béo rồi các bạn. Đôi cô gái em mang theo các bạn nhé. Em mang theo xuống dưới chỗ ở em ở dưới kia đấy. Đấy, em bây giờ em mang về em thả vào trong lồng AV luôn các bạn. Bây giờ nó cũng ấy rồi, cũng khá là đẹp rồi, bắt đầu ra cườm ở gáy rồi các bác. Này bác. Đây các bác này. Này về kiếm được mấy con cu ngói các bác. Hôm xem trong mấy người đi bán chim cảnh ấy, em thấy có mấy chim cu ngói em định mua lấy mấy con, ở đây có một con nó yếu yếu các bạn, à, vì tuột lông người ta đánh lưới búng hết lông nó yếu yếu, còn hai con kia còn khỏe được tí các bạn, đây mới mua thêm hai con chim cút các bạn, hai con mào các bạn thấy vào bắt đầu quấn ngay các bạn này, lên tay nào, lên tay. Màu đá này các bạn. Con chim trời này các bạn ạ, con chim trời này là nó ăn cám các bạn nhá. Lúc này em thấy nó ăn cám rồi đấy. Nên là em quay em lấy điện thoại quay được một chút luôn, nó đang mổ cám ăn đấy các bạn. Đây các bạn này. Nó vừa tắm xong nó đang rũ lông đấy các bạn. Đây là hai con gà chim chỉ các bạn nhá. Chim chỉ này chỉ thường không phải chỉ bảy màu đâu các bạn. À, con chim trời hôm nay ăn cám nhá, cái đoạn đầu video ông quay đó, nó mổ cám nó ăn rồi đấy các bạn. Thích mổ tay các bạn. Nó vây mấy tàu màu này, nó vây xung quanh người quá. Có một con chim khuyên nuôi non lên đấy các bác. Chim khuyên nuôi non lên mà nay kiểu nó hơi nhát nhát người các bạn. Các bạn là em thả nhiều chim khuyên vào đây quá. Thả nhiều chim bồi vào đây quá nên bây giờ nó kiểu nó theo đàn nó nhát người đấy các bạn. Em chờ than này vừa tắm xong đang rửa lông đấy các bạn này. Hôm nay rửa lông phơi nắng luôn. Ăn giờ lâu nó phơi nắng đây các bạn. Ôi, ổi ăn nó rất bé bé đây này. Nhà là cái hoa quả ổi toàn ổi rừng nữa, ổi này ổi rừng ấy, ổi đào rồi ổi mỡ rồi ấy có hết các bạn. Đủ các loại. Trên đồi bây giờ đang mổ ổi mà bứt về ngâm rượu này, cho chim ăn luôn các bạn. À, mấy con khuyên nó hết rồi. Các bạn này từ hôm chơi cái cây này vào khuyên nó lên đây nó ở hết các bạn. À, giúp chỗ này nhìn cũng đẹp quá. Đấy. Đấy, khuyên đấy các bạn, khuyên nó ghép cặp ghép đôi đấy các bạn. Em thấy ghép đôi ghép cặp rồi đấy, có khi là đến mùa năm sau có thể sinh sản được các bạn. Em nghĩ là như thế, không biết là trong lồng AV mình nuôi tập trung cái này nó có sinh sản được không các bạn.
Đây. Đấy, em màu đá đây các bạn. Màu đá qua khe lá. Còn Khuyên này trốn hết đây rồi. À, mà, con này định ấy luôn à, định đập mái luôn à. Bố láo nhỉ. Nó mà nhảy đồi ăn, nó có một cái hành động như kiểu là đang theo sát. Em Khuyên này đẹp các bạn. Có mấy em Khuyên mình lông mượt lắm rồi các bạn. Mượt đẹp rồi. Hai em chè đây, tắm xong lên rửa lông các bạn. Nào bầu đi đi. Đây bầu đi đi các bạn. Thôi giờ mấy em rồi đưa cô gái đây rồi cũng vào đây mấy bữa là thay lông xong lá là đẹp các bạn. Vì em cho trong này nó rộng nó thoáng thì mấy hôm nữa là sẽ ấy thôi. Nên là thay lông cho xong rồi các bạn. Này 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 sợ không? Bây giờ nó mổ đau quá. Rồi, cho ăn ở nhà với em cho ăn cái dưa hấu này, đu đủ, ổi này, xoài này, rồi táo rồi lê đấy các bạn, các kiểu luôn. Em trên trời này nó ăn được các bạn này, em trên trời này nó ăn cám này là được này các bạn. Ăn cám được là tỷ lệ của nó sẽ sống lên được rất cao rồi. Cái bể nước này hôm em làm lại các bạn này, em chát lại ở như ở video trước nữa đấy. Là em chát lại bây giờ nó không ngấm nữa các bạn nhé. Ok hết rồi, nước lúc nào nó còn nằm ở trên tầm trên hết. Không ngấm, không hút ra ngoài nữa. Và nước lúc nào cũng đầy các bạn. Là bố em ở nhà chưa cho tấm đá vào thôi. Rồi em sẽ, lát nữa em sẽ cho cái đá này xuống. Ví dụ chim chóc nó nhảy xuống, nó rơi xuống, nó tắm như đấy thì nó còn có chỗ nó đứng nữa các bạn. Ở kia có ít cá rồi, còn là mấy cá mún nữa. Sẽ bỏ cái cục đá xuống. Được, cái nước này chim nó vẫn đứng nó ỉa vào bạn nên là cũng hơi ấy một chút. Nó hơi cái váng, hơi bị đóng bọt này các bạn này. Đây, gà nó chơi luôn như đây các bạn. Nông lá cây nó rơi cả ở đây nữa. Lông chim tắm nó thay lông nữa này. Nó thay lông nó rơi cả ở đây này. Cẩn thận mà nhảy vô chân nó đạp chết đấy. Mấy cái màu nó cũng bâu vào đít mình rồi vô chân mình nó mổ luôn, chỉ sợ đạp phải nó thôi. Mấy cây này em trồng mà kiểu là chim nó cắn te tua hết rồi các bạn. Chim gà nó mổ, lát em sẽ trồng thêm ít cây nữa các bạn. Em đang định trồng ít cây khoai môn đấy các bạn. Trồng thêm cây khoai môn vào cho nó có sức sống đấy các bạn. Nó sống nó cao cao một chút để nó cao lên nó xanh tốt, xong thả đôi cuốc để cho cuốc nó sống ở dưới cái bụi của cây khoai mùng đấy các bạn, để cho cuốc nó sống đấy nữa. Đây là cái đà cho vào giờ đấy các bạn. Mà em thấy kiểu nó đang rụng lá các bạn này. Mà cho bố em có cắt bớt đi rồi nhưng mà vẫn thấy hiện tượng là rụng lá các bạn. Nó đang rụng lá kìa. Này em thấy rụng lá vàng vàng. Chứng tỏ nó vẫn rụng lá đấy các bạn. Đấy các bạn nhá, em vừa mới về vào thả đôi chim cu gáy về quay qua một chút cho các bác ngắm trong AV các bạn nhá. Bây giờ đang rất ít loại chim, sau sẽ nhiều chút nữa các bạn. Đấy, con chim trời thì hôm nay là ăn cám rồi. Em thấy thì em cũng quay lại luôn cho các bác cùng theo dõi. Với thả đôi chim cu gáy này vào các bác. Các bạn nhé, cảm ơn tất cả các bác đang theo dõi video nhé. Các bác đang xem video nhớ ấn đăng ký kênh, chia sẻ like và chia sẻ ủng hộ cho em nhé. Nhớ ấn chuông để theo dõi những video tiếp theo các bác nhé.